Đi đổi quà là đi đổi quà. Phô Mai cầm nhiều đồ thật đấy, đại ca phải chấn lột thôi. Được rồi. Em chào đại ca. Có đồ gì đưa hết đây. Không đẹp đấy. Trong đồ ăn đi cơ, đưa sao? Ôi bạn ơi. Thế là hết đồ rồi đấy ạ. Còn cái gì? Còn cái gì giấu đằng sau ấy? Chắc phải quý lắm mới giấu thế nhỉ? Đưa thế nào. Không, thẻ này để tớ đi đổi áo Milo, tớ sưu tập mãi mới được đấy, không đưa cho cậu đâu. Thế thì càng phải chấn lột. Của tớ. Đừng có bao giờ bắt nạt người khác. Cậu có sao không? Tớ không sao, nhưng mà tớ bị mất hết thẻ Milo rồi. Cậu đứng đó, tớ có rất nhiều. Wow, cho cậu này. Wow, 6 thẻ này thì đổi được túi cho cháu Milo, 18 thẻ thì đổi được áo khoác. Cậu ngầu thật đấy. Từ khi biết đến chương trình săn thẻ bền bỉ đổi áo ý chí, mẹ tớ đã mua cho tớ mấy thùng Milo rồi đấy. Bây giờ tớ đã thành đại gia thẻ Milo. Wow, thế thì nhanh đi đổi quà thôi, bởi vì chương trình này chỉ diễn ra từ 15 tháng 9 đến 15 tháng 12 thôi đấy. Đi thôi, đi. Cô ơi, cho con đổi quà. Có chí tín đấy. Đẹp không? Đẹp. Trời sắp vào đông rồi, có áo khoác Milo thích thật. Đã thế, tớ còn đổi được 3 loại, cho tớ, cho bố tớ và cho mẹ tớ. Bố tớ màu trắng, mẹ tớ màu đen, còn tớ là màu xanh. Ôi, thích thật đấy, tớ cũng phải sưu tập thật là nhiều thẻ Milo giống cậu để đổi qua mới được. Ôi, lớp trưởng người ta kìa, thích thật đấy. Lại còn tốt bụng nữa chứ. Ước gì có là lớp trưởng lớp mình. Đúng, công nhận đấy. Ước cái gì mà ước? Cậu ta có gì mà tớ không có? Cậu ta chả có gì hơn tớ hết. Ngoài có mỗi đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, có mỗi thế thôi. Ôi đúng. Còn tớ trắng hơn này, học dốt hơn này, chơi thể thao kém hơn này, lại còn nhiều khoai hơn nữa, đúng không nào? Đúng không nào? Học di quy. Đi học. Không ổn rồi các cậu ơi. Đến giờ học rồi mà lớp tớ không có một ai, trống trơn luôn. Nhìn này. Nhận danh một lớp trưởng tốt, tớ sẽ phải làm gì để giúp các cậu ấy thôi, không các cậu ấy sẽ bị phán hết. Các cậu cứ ngồi trật tự nhá, mọi thứ để tớ lo. Cả lớp điểm danh nha. Phô Mai. Có ạ. Ốc trời. Có ạ. Bánh bự. Có. Cà tím cà phê củ cải. Có ạ, có ạ, có. Mày thế. Các cậu nhớ phải cảm ơn tớ đấy nhá. Oh no. Sẽ còn bao che cho các bạn à? Nhớ gì nhớ? Ngôi sổ đồ bay. Ngôi sổ đồ bay. Oh no. Em không đi, em không được. Later. Cô điểm danh nha. Vâng ạ. Ta menu. À, em ơi cô. Bạn ta menu lại đi học muộn rồi ạ. Ngày nào cũng thế cô ạ. Thế còn cái cặp thì sao? Cặp này. Cặp này chắc là của ai để nhầm đấy. Tại vì ăn đây nhá, em còn thấy bạn ta menu trèo tường trốn học để còn ăn qua mặt đó cô ạ. Rồi. Ta menu. Xong rồi. Quá dối lòng tạo ra mạnh mẽ mà sao trái tim em đã thế này. Lớp trưởng nhà Mì Nhố ơi, hôm qua tớ bị đập cái đầu vào gối. Tớ đau quá, tớ bị bất tỉnh nhân sự nên chưa kịp làm bài tập về nhà. Cậu. Thôi được rồi, để tớ làm cho. Nhà Mì Nhố ơi, làm bài tập cho tớ với, tớ bị đau đầu, tớ bị đau bụng, tớ đau chân quá. Thôi được rồi, đưa hết đây. Nhung là mình số 1, lớp trưởng tỉnh. A few minutes later. Đấy, sao đâu được hay? Sao được không hả? Alo, lớp trưởng Nhung Nhung ơi, tớ bị đau chân cậu Nhi đây này. Đau lắm. Cậu xin cô Nhi giúp tớ nhá. Thôi được rồi. Tự dưng được nghỉ học. Cậu không đi học được đúng không? Tớ sợ cậu không đi học được sẽ hỏng kiến thức. Cậu không có chân đúng không? Tớ sẽ giúp cậu. Nhưng mà cách nào? Ui, bạn đẹp quá. Xúc động, xúc động, xúc động ra. Trong cuộc sống xa hoa, chúng ta vẫn có thể bắt gặp những hình ảnh lay động lòng người. Cậu bạn đi học 10 năm khiến ai đấy cũng phải cảm động. Không phải nhạc này, đổi nhạc khác đi. Thế là lại phải đi học rồi. Nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà. Tuần vừa rồi lớp mình rất là ngoan. Cô thưởng cho lớp mình một tràng pháo tay. Em có ý kiến ạ. Cái gì vậy trời? Cho tôi con biết. Cho tôi con biết. Big Bang Theory Big Bang. Đâm nhạc rồi. Không chịu làm bài, chỉ toàn ngồi chơi. Toán thì không học, check bài bạn thôi. Quá là hư rồi, cô phải phạt ngay. Hello, một hai mình phạt nha. Một ngày bị phạt nha. Các mày lù thật hư này, đánh nhau thật hung dữ quá. Lười học, ngủ quên, rất đau học nhất đề. Cô không phải thật khôn này, biết chép bài như trong chốc. Lật bài, giờ phao, cũng giống như anh bự. Tất cả cười lên nào, hãy cùng check in một ngày bị phạt đứng tại lớp nha. 2, 3, yeah. Các em xin trật tự nha. Các em phải nhớ nghiêm túc trong giờ học đấy nhá. Yes. Rồi, chúng ta tiếp tục. Hôm nay thật là xinh. Ô, có chuyện này cần nói với Tamanu. Tamanu này, đã có chuyện này muốn kể với cậu. Đây nhá, nhà bà Hồng gần nhà bà Đào thì gần nhà bà Hồng thì gần trùng bò. Em đi đâu? Cậu đừng nói chuyện đó, bọn mình đang học mà. Nhưng mà chuyện này hay lắm, tôi kể tiếp này. Gần trùng bò, gần nhà bà Hồng. Làm đấy đúng. Trật tự, ghi sổ bài. Cô, không phải em ạ, là bạn, em đi đâu? Tamanu, tớ là lớp trưởng. Vậy thì việc tớ nói với cậu là trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu của con người, chứ không phải nói chuyện riêng Tamanu nhé. Em bị oan. Đừng sợ. Tại cậu đấy. Tamanu sợ đi. A few minutes later. Các cậu ơi, nhìn này, kẹo bàn tay. Cô đang giảng bài nhưng mà thứ ăn chắc không sao đâu nhỉ? Đúng đúng. Tamanu, ai cho cậu ăn trong giờ? Tịch phụ. Kìa, đúng mà. Cậu ơi, bây giờ tớ đang ăn bánh mì trong lớp, các cậu đừng có mách cô nha. Nope. Em đi đâu? Cậu ăn trong lớp tớ mách cô. Em cho cô. Cái này được gọi là cung cấp năng lượng cho cơ thể, không được gọi là ăn vặt, nghe rõ chưa? Thảo thật đấy. Có thực năng lượng đạt. Nhưng lớp trưởng nói chỉ có đúng thôi. Hợp lý. Nhưng cái gì mà nhưng? Học đi. Rõ ràng là cậu ăn. Nghiêm túc đấy. Em đi đâu? Cũng làm bài đi. Biết rồi. Ai cũng nghiêm túc, trừ tớ. Chắc chắn lần này tới 10 điểm luôn. Em đi đậu, lần này cậu đừng có chối nữa nhá. Đây là phao chứ còn gì nữa. Này, vớ vẩn vừa thôi, ai bảo đây là phao? Ai bảo là tớ coi cóp? Thực ra ấy, cái này chỉ liên quan đến trí thông minh thôi. Ai bảo cậu không thông minh bằng tớ? Người ta hơn nhau ở cái trí, làm bài đi. Này, cậu không về chỗ, tớ bắt cô là cậu ra khỏi chỗ này. Em với cô. Ui, thư của tớ gửi cho lớp trưởng Nhâm Nhi nhớ ở trong ngăn bàn đấy. Tớ cũng để đấy đấy. Ngăn bàn đấy. Cái gì vậy bà nội? Nhưng mà sao cậu ấy lại vô lại hết thế nhở? Trời ơi, sao nhiều rác trong ngăn bàn thế này? Phải đi vứt thôi. người đâu mà đẹp trai mà lạnh lùng thế. Tôi nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tớ nghĩ là cậu với Linh Milo phải là hai anh em sinh đôi đấy. Tớ nghĩ là đẹp trai hơn đấy. Ừ đẹp trai nhở. Ui đẹp trai á. Ui mê cái cách cậu ấy cầm chổi ghê. Như là Aquaman ấy. Aquaman cầm đinh ba. Để tớ lau mồ hôi cho cậu ấy. Ồ nhìn nè, chấm mồ hôi nhé. Ôi trời ơi. Đôi bàn tay xinh đẹp này không thể lau giúp bảo này được. Vậy thì ai giúp tớ lau cho được 50 này nha. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Nhưng mà nếu lau không sạch thì phạt gấp đôi, nghe chưa? Chơi. Ôi bạn ơi. Ôi giời, đúng là việc nhẹ lương cao các cậu ơi. Nhìn này, lau một giây là xong rồi sạch hết rồi. Ui, lúc là em đi đầu. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Hả? Sao cái này lâu ác được vậy? Ta menu. Không lau được thì 100.000. Đưa đây, gấp đôi 100 đâu. Mày dính bẫy rồi. Đây là bút xóa mà, cậu lừa tớ. Không biết gì hết, tớ chỉ biết là cậu nợ tớ 100k thôi. Giả đây. Bị lừa rồi các cậu ơi. Xin nha. Chán thật. Mất nơi ơi xin. Hai em, ai đưa cái bút xóa lên bảng này hả? Phá hoại của con, lau hết cho tôi. Sao mày đâu lau đi kìa? Tại cậu em đi đâu? Đâu đẻo. Ở Pháp nhưng sẽ không ai có thể thay thế vị trí lớp trưởng của tớ ở Việt Nam. Tớ mãi mãi là lớp trưởng của lớp học CQ. Bạn nào đồng ý thì thả tim bên dưới và bình luận nha. Tớ sẽ mang quà Pháp về cho các cậu. Đừng quên đăng ký kênh LioLeo để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.